cho đến khi mỗi từng cặp sẽ được làm việc riêng nữa. Rồi chưa, khi bấm máy chưa đến cái ngày của anh á, cái công việc của anh là anh sẽ đi tìm những cái người mà có mối quan hệ chung với anh, như là bạn Trang, bạn này bạn kia, anh mời đi cà phê riêng, anh mời lên công ty này để tập chung nữa, để tập và dợt chung. Có nghĩa là anh cho mình vào những vật chư đã trước khi mà anh bấm máy rồi. Chỉ có một cái phân đoạn đầu tiên, cái scene đầu tiên và cái ngày quay đầu tiên, có nghĩa là cái gì đó đầu tiên, là cái gì đầu tiên nó cũng chưa có được làm quen trơn tru với tất cả ekip, thì mình hơi có một chút xíu là hơi không có vô hoàn toàn được. Tại vì cái ngày đó cũng là cái ngày đầu tiên quay một cái phân đoạn với anh Thái Hòa, lần đầu tiên làm với việc với anh Thái Hòa, lần đầu tiên với ekip đó, lần đầu tiên với chị Thảo, lần đầu tiên với cái phim đó, cái gì cũng là đầu tiên, thì mình hơi bị phân tâm một chút xíu, vì mình lo, hơi lo là không biết mình làm tốt không. Nhưng mà rất là thuận lợi khi mà sau khi làm với anh Thái Hòa thì mình cảm thấy được là anh Thái Hòa không hề cảm thấy phiền khi, hoặc là khó chịu, hoặc là cảm thấy lâu hoặc chờ đợi khi mà phải quay cận mình mà anh phải diễn mồi với mình. Đó, cái đó là cái thuận lợi vô cùng trong cái ekip Gia Đình Nhà Táo. Và anh cảm thấy là đó là một cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và dễ thương để cho tạo cái sự tự tin cho lớp đàn em. Và sau đó là anh hoàn toàn vô luôn. Em biết là anh Thái Hòa là một người á, anh rất là khó tính. Không chỉ khó tính với bản thân ảnh mà anh còn khó tính với những người bạn diễn của ảnh nữa. Thì khi diễn chung với ảnh á, anh có bị la lần nào không? Thật ra nha, anh Thái Hòa đúng, nếu mà thiệt nói về khó tính thì anh Thái Hòa là quá khó tính luôn. Nhưng mà khi mà quay á, thì có những mình thấy có những cái phân đoạn mà nó trong gia đình á, thì chưa bao giờ thấy anh Thái Hòa la bất kỳ ai nguyên bộ phim này. Nhưng đôi khi anh có những cái khoảng lặng, anh im, anh không nói gì hết. Có thể là không phải là anh khó chịu về cái phần diễn, nhưng mà đôi khi cái scene đó nó căng thẳng quá và nó đẩy cảm xúc lên bị cao trào quá, rồi lúc đó tinh thần anh phải đau xuống cho nó trùng khớp với cái scene đó của anh, thì con người mình nó cũng phải lắng theo luôn. Còn nếu lúc đó em thoát ra và em bình thường, em vui vẻ, thì lúc em vô cái scene nó sẽ không có vô. Nó bắt buộc là em phải giữ luôn cái trạng thái, cái tinh thần, cái con người và cảm xúc em nó calm xuống, nó buồn bã xuống và nó không muốn nói gì hết. Thì có những cái khoảng lặng vậy thôi. Thì đôi khi có thể nếu như người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ là anh không muốn nói chuyện hay khó tính, nhưng mà anh nghĩ là không phải anh Thái Hòa đâu, bản thân anh vậy. Mỗi scene mình gọi là scene tâm lý, scene buồn hay phải khóc đó, thì không bao giờ dám đi ra ngoài giỡn hay nói chuyện ha. Nhiều khi cái người đang nói chuyện với anh luôn, anh đã từng có những cái scene mà là nó còn nặng gấp mấy lần cái scene hôm bữa anh trong đám tang nữa. Và có vài người đến nói chuyện với anh á, anh lúc đó anh không muốn trả lời luôn, nhưng mà cái tính anh là không trả lời thì sẽ giống như anh bị sợ người ta nghĩ mình khi dễ họ. Lúc anh trả lời cho có rồi, tại vì khi mà anh trả lời vui vẻ này kia anh bị rớt ra cái vai của anh. Anh sẽ trả lời, ví dụ em hỏi anh là anh ơi giờ này khỏe không nè, anh khỏe cái kiểu vậy, anh không muốn trả lời luôn. Tại vì lúc đó mình đang rất là tập trung, mà em chỉ cần thoát ra chút xíu thôi em phải kiếm cách em vô lại. Anh không thích đóng phim lồng tiếng của anh, chứ không phải là anh sợ cái đó là khi phải thu tiếng trực tiếp. Bản thân anh á, thì nếu là một ca sĩ á, thì khi mà hát lên người ta phải thấy được là cái giọng đó là của người đó, người ta biết liền. Chứ giờ mà hát lên mà kêu nghe ra người khác thì thôi ok, cái người ca sĩ đó không thành công rồi đó. Còn diễn viên khi mà không cần xuất hiện, chỉ cần nghe giọng là biết người nào xuất hiện, thì cái đó mới là thành công. Thì anh không có thích một cái người, một cái bộ phim mà quay cho anh mà lồng tiếng. Trước giờ quay phim anh đều hỏi mà có lồng tiếng không, lồng tiếng hay không nhận. Anh không thích quay phim lồng tiếng cho anh. Anh có thể nói giọng Bắc, giọng Trung, giọng miền Nam, bởi vì anh không muốn lồng tiếng cho anh. Nếu như phim nó cần nói giọng Bắc anh còn nói được, nói cần một cái đứa mà nó sứt môi, một thằng Cà Lâm hay là thằng nói giọng miền Trung, miền Huế anh vẫn nói được, anh vẫn có thể giả được hết. Hiện tại thì cái người bạn diễn của anh là Minh Trang á, đang bị nói là khá là nhiều về cái giọng nói á. Vậy khi hợp tác á, có phải cái chất giọng của cô ấy có khi nào làm cho anh tụt mút không? Anh thấy là cái đó là một sự quen thuộc, quan trọng là mình làm quen với chuyện đó chưa. Ví dụ như tại vì trước khi anh làm quay cái phim với Trang thì anh sẽ đã phải workshop với Trang rất là nhiều, thì mình nghe cái giọng nó quen rồi, tất cả cái gì nó chỉ là quen thôi. Anh thì cuộc sống này, ví dụ như em ăn một cái món ăn nào đó khi nào em chưa ăn được, em lần đầu tiên em ăn thấy khó ăn, nhưng mà em ăn quen rồi em sẽ thấy được đâu đó những cái ngon ở trong cái món ăn đó mà em trước đây em không tìm thấy được.
giọng hát cũng vậy, giọng nói cũng vậy. Có như rất nhiều rapper, và thật ra nha, đối với bản thân anh nha, ví dụ như là Denvon là một người mà trước đây á, anh nghe rap anh kêu ủa sao cái giọng rap nghe, cái cá nhân anh nha, có nghĩa là anh không có biết là người khác sao, nhưng cá nhân anh là anh thấy Denvon, lúc đầu anh nghe Denvon rap anh kêu ủa cái vỏ giọng sao nó cứ giống như nó hơi nửa nam nửa bắc, mà nó cứ nó sao hơi nó không có quen tai. Nhưng mà một thời gian mình nghe nhiều quá, tự nhiên mình kêu ồ bây giờ mình lại rất thích nhạc Denvo, vì mình cảm thấy cái giọng nó rất là đặc trưng, nghe cái hay biết Denvo liền à. Thì tại sao mà mình nghĩ một phần nó là cái cảm giác mình quen thuộc nữa đó. Thì bạn Minh Trang á, tại vì sau khi khi xem phim các bạn comment là bạn Minh Trang cái giọng nghe không có được dễ chịu, anh nghĩ nó là một cái cảm giác thôi. Bởi sao trước đây bạn Minh Trang, anh được biết là bạn có đóng một bộ phim là bộ phim Chọc Tức Vợ Yêu, đúng rồi, và mọi người rất là thích Minh Trang đóng cái phim đó, mà không biết sao nhưng mà thời điểm đó Minh Trang đang phải là cái phim đó Minh Trang lại được lồng tiếng mà giọng nam, có nghĩa là người ta tin luôn cái giọng đó là giọng của Trang. Bây giờ qua một cái phim này mới những cái ngày đầu thì Trang lại nói giọng Bắc, là một cái người ta đã không quen rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ nha, anh đang nói chuyện với em rồi, ngày mai em phải đi ra Hà Nội, nếu như mà em ra ví dụ nói vậy, em nghe có quen không? Đâu quen đâu, nghe nó kỳ, thì đã là một cái giọng miền khác mà còn là một cái tông giọng khác nữa, thì tất nhiên những ngày đầu khán giả sẽ không bao giờ quen với cái giọng này của Trang. Cho nên anh nghĩ là nó là một cái gì đó rất là cần thời gian, và khi mà vào sâu trong thì mọi người sẽ thấy là Trang sẽ đóng rất là tốt, tại vì mình đóng mình cảm nhận được là bạn này đóng rất là cảm xúc và cho mình cảm xúc cũng rất là tốt, thì không có lý nào mà chê Trang nữa, chỉ chẳng qua là người ta chưa có quen được cái giọng của Trang thôi. Luôn nghĩ là vô sâu trong thì mọi người sẽ quen. Nhưng mà cái phản ứng hóa học của anh với Trang á, trong lần kết hợp này á, thì bản thân anh đánh giá như thế nào, có ok không? Anh thấy là để coi về những người yêu của mình trước giờ chắc là ok nhất, bởi vì nó có nhiều lý do lắm. Vì bộ phim này mình làm bộ phim mới đây nhất, mọi thứ mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm. Một bộ phim mà mình dành nhiều thời gian cho nó nhiều nhất, từ tiền kỳ cho đến lúc làm việc. Rồi một bộ phim mà cả hai diễn viên cũng cảm thấy rất là hợp tác với nhau, hai đứa rất là phù hợp với nhau về cái việc quan điểm sống, rồi thời gian làm việc, rồi nhiều cái lắm, để mà hai đứa có thể tạo điều kiện tốt nhất cho cái vai diễn. Thì anh thấy là hiện tại đang là một cái bộ phim mà chemistry giữa nam và nữ của luôn tốt nhất. Trong cái quá trình hợp tác thì anh với lại bạn diễn của anh á, chị Trang á, có cái sự trao đổi như thế nào hay là kết nối như thế nào không? Anh là người chủ động hết. Nhưng mà trước khi anh làm những cái việc gì anh đều nhắn cho chị Thảo một tiếng, và nhắn riêng cho Trang luôn, chứ anh không có chủ động là ép. Thí dụ như là anh thấy là mình chưa có đủ thời gian cho cái việc mình sẽ làm những cái phần workshop về kịch bản cho nó kỹ, thay đổi lời thoại cho nhân vật của mình, sửa những cái mà mình cần sửa, thì anh nhắn riêng cho chị Thảo. Tại vì có những cái buổi mà anh và Trang sẽ lên gặp chị Thảo, nhưng chỉ có 3 đến 5 buổi thôi, anh thấy không đủ cho 40 mấy cho mấy chục tập đó. Thì anh mới nói với chị Thảo là em có thể mời bạn diễn nữ đi gặp riêng được không chị, về bàn kịch bản. Chị Thảo kêu ok. Sau đó anh nhắn cho Trang, hẹn Trang cà phê trước, thì hai đứa ra cà phê làm. Thì làm kịch bản ở cà phê làm hết, nhưng mà có những cái phân đoạn mình cần phải diễn thử, thì cần phải tìm một cái chỗ, thì anh cho Trang chọn chỗ, nhưng mà Trang không có chỗ cho anh chơi, vậy thôi về công ty anh. Thì đấy, về khu này, để trong này trong công ty anh cũng nhiều chỗ, nhiều phòng, rồi hai đứa tập nhau thôi.